trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa râm chuộc tôi. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ, bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ tin tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Suy niệm. Cộng đoàn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của một cuộc thăm viếng. Mẹ Maria gặp chị họ là bà Elizabeth đã thốt lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa mà giáo hội xưa nay quen gọi là lời kinh Magnificat. Lời kinh này được đọc trong kinh chiều mỗi ngày. Xuất xứ của lời kinh Magnificat cho đến nay vẫn chưa hết những tranh luận từ phía thần học. Nhưng dựa theo chính những lời được thốt ra trong lời kinh, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, mà đặc ân đầy ơn phúc lúc này chỉ có nơi Đức Maria và được khẳng định qua sứ thần Gabriel cũng như của bà Elizabeth. Nên ta không nghi ngờ gì nữa mà chắc chắn lời kinh này được hát lên từ môi miệng của mẹ. Mẹ hát lên bài ca này để ca ngợi lòng thương xót của Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ nơi dân của người. Tuy lời kinh họa lại tâm tình của bà Anna, mẹ của Samuel, cùng với những chất lọc ý nguyện của các lời kinh cựu ước đương thời, nhưng quan trọng hơn cả là được đọc lên qua tâm tình của một người nữ tỳ được chọn làm mẹ Thiên Chúa và cộng tác trực tiếp trong chương trình cứu độ. Lời kinh đẹp đẽ này được khởi đầu bằng niềm vui của một con người được cứu độ, kế đến nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những ai hèn mọn. Đặc biệt, điều được nói đến nhiều nhất là sự đối nghịch giữa thế lực giàu sang và người nghèo bị áp bức, và Thiên Chúa đã yêu thương cứu giúp người nghèo khó khiêm hạ. Có thể nói, Đức Maria đã cất lên bài ca của những người bị áp bức, mà trong đó mẹ và bà Elizabeth diễn tả mối bận tâm của mình dành cho dân Israel. Đức Maria đã nhận vào trong con người của mẹ một cảm thức và mối bận tâm của bà Anna sau khi bà này sinh hạ Samuel, và ca ngợi về tất cả những điều này vào trong một bài ca biết ơn. Thánh sử Luca giữ lấy cảm thức này cho chúng ta trong kinh Magnificat, mà ngài đặt như là một lời dẫn cho công việc công bố của Đức Giêsu về sứ mạng của người là giải phóng người nghèo và những kẻ bị bỏ rơi. Khi hát lên lời này, Đức Maria như muốn tuyên bố:
Thiên Chúa không đánh giá con người theo tiêu chuẩn trần thế. Những con người thành đạt, giàu sang và leo lên đỉnh cao quyền lực có lẽ sẽ làm cho mọi người kính nể và sợ sệt. Nhưng đối với Thiên Chúa thì không. Khi hát lên lời này, Đức Maria như muốn tuyên bố: Thiên Chúa không đánh giá con người theo tiêu chuẩn trần thế. Những con người thành đạt, giàu sang và leo lên đỉnh cao quyền lực có lẽ sẽ làm cho mọi người kính nể và sợ sệt. Nhưng đối với Thiên Chúa thì không. Thiên Chúa chú tâm đến người quá buộc, trẻ mồ côi, người hèn mọn, những con người không có chức quyền hành gì, những con người vô tích sự trước mặt người đời. Kẻ giàu sang quyền thế thường thỏa mãn về mình, người nghèo hèn chỉ trông cậy vào Thiên Chúa. Kinh Magnificat là tuyên ngôn Thiên Chúa là Thiên Chúa của người nghèo và người bị áp bức. Phúc cho người nghèo vì có Thiên Chúa là đấng luôn chăm sóc họ. Đức Maria là mẫu gương sự nghèo khó, và lời kinh Magnificat mà mẹ hát lên phản ánh việc mẹ đứng về phía những người bị áp bức. Điều này làm cho lời kinh này mang một tính cách vĩ đại, cần phải thay đổi vị trí xã hội để mọi người được bình đẳng trước mặt Thiên Chúa. Lời kinh Magnificat được rút lên trong bối cảnh của cuộc thăm viếng bà chị họ Elizabeth, bao hàm hành trình truyền giáo đầu tiên của mẹ Maria với đầy đủ tính năng của một cuộc truyền giáo thực thụ. Khi mẹ đem Chúa Giê-xu đến cho người khác và trao ban Chúa Giê-xu để những người lãnh nhận được tràn ngập niềm vui cứu độ. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống tinh thần của mẹ Maria, mặc lấy tấm lòng thanh khiết và ngập tràn thánh ân của người, biết mở rộng cõi lòng, cưu mang Chúa trong tâm hồn, để rồi mau mắn đem Chúa đến với tha nhân, biết cụ thể hóa việc làm chứng cho Chúa qua chính đời sống và cung cách phục vụ của mình. Amen.